Trần Đức Bo chi 1 tỷ trùng tu nhan sắc, ảnh đời thường vô tình khiến dân tình nhớ đến Hương Giang. Sau khi sang Hàn Quốc để phẫu thuật thẩm mỹ, nhan sắc đời thường của Trần Đức Bo được dân tình đặc biệt chú ý. Dù các đường nét vẫn chưa hoàn chỉnh, còn xương tấy nhưng nhiều người nhận xét Trần Đức Bo đẹp giống hoa hậu chuyển giới Hương Giang. Là một TikToker đình đám, nổi tiếng nhờ những chiêu trò trên mạng xã hội, Trần Đức Bo, sinh năm 1999, đã nhận được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng trong thời gian qua. Cách đây không lâu, Trần Đức Bo quyết định sang Hàn Quốc để thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ, tìm lại con người thật của mình. Trong video đăng tải, hot TikToker này cho biết anh đã có những trải nghiệm khó quên trong quá trình trùng tu để có hình tượng nữ tính hơn. Trần Đức Bo tiết lộ, lần trùng tu này, anh quyết định chỉnh sửa một số chi tiết trên khuôn mặt như cằm, gò má, mũi, với tổng chi phí lên đến 63,5 triệu won, khoảng 1,2 tỷ đồng. Các fan của anh chàng cũng mong Trần Đức Bo sẽ có những cuộc phẫu thuật tốt đẹp và được sống một cuộc đời thực sự được là chính bản thân mình. Dư luận chúc mừng TikToker đã hoàn thành giấc mơ trở thành con gái của mình một cách thành công ngoài mong đợi. Có thể thấy, các đường nét của Trần Đức Bo gần như hài hòa hơn hẳn so với quá khứ. Khuôn mặt của Trần Đức Bo đã mềm mại hơn trước, đường nét cũng rõ ràng theo hướng nữ tính hơn. Đôi mắt của Trần Đức Bo không còn sắc lạnh mà thay vào đó là hài hòa, cân đối với gương mặt. Ngoài ra, đôi môi và chiếc mũi cũng tinh tế, nhỏ gọn hơn trước. Tại buổi họp báo của phía Phương Anh, Trần Đức Bo thu hút loạt ống kính với diện mạo mới. Anh chàng hoàn toàn lột xác về mặt nhan sắc sau khi trùng tu nhan sắc ở nước bạn. Thậm chí, nhiều khán giả còn cho rằng nam TikToker có phần giống với hoa hậu Hương Giang. Trước đó vài ngày, diện mạo mới của Trần Đức Bo lại khiến dân tình liên tưởng đến Xoài Non, cô vợ xinh đẹp của nam streamer Ricky Semesit. Theo nhiều người nhận định, ánh mắt sắc lẻm của Trần Đức Bo thực sự khá giống với đôi mắt sắc sảo của cô nàng hot girl đình đám. Trần Đức Bo là nam TikToker nổi tiếng trong cộng đồng giới trẻ Việt, anh sở hữu hàng triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội. Trước đó, Trần Đức Bo từng gây hoang mang khi tuyên bố sẽ cưới vợ trước năm 30 tuổi. Anh cũng nhiều lần đăng ảnh khóa môi con gái lên tài khoản mạng làm dấy lên không ít tranh cãi. Trần Đức Bo từng tiết lộ hình mẫu con gái anh thích là cao, trắng, hiền, người miền Tây và thơm nữa. Trần Đức Bo từng gây xôn xao cộng đồng fan K-pop vì biệt danh tự gắn V, BTS, phiên bản Việt, clip giả tiếng mèo kêu. Đến đầu năm 2020, anh chàng bỗng nổi lên như một hiện tượng mạng xã hội khi thường xuyên chia sẻ các video nhảy ưỡn ẹo hay giả bộ cute quá đáng. Anh còn thường xuyên giả gái, trang điểm lố và ăn mặc hở trước hở sau. Năm 2020, trên trang chính thức của cuộc thi Miss International Queen Việt Nam xuất hiện hồ sơ dự thi của thí sinh Trần Đức Bo. Theo hồ sơ đăng ký, anh chàng sinh năm 1995, sở hữu chiều cao 1m82, số đo 3 vòng 80, 65, 93. Thời điểm đó, Trần Đức Bo cho biết được nhiều bạn bè khuyên đăng ký dự thi. Thế nhưng sau đó, nam TikToker tuyên bố mình sẽ rút lui khỏi cuộc thi Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2020 để nhường lại cho các thí sinh khác mặc dù đang đứng top 1 bình chọn. Cụ thể trên trang cá nhân của mình, Trần Đức Bo từng chia sẻ, em rút lui vì em sợ nếu đến phút 89 top 1 không phải là em thì chắc chắn mọi người sẽ rất sốc. Bao nhiêu công sức của các cô chú, anh chị và các em gái những ngày qua vận động như đổ sông đổ biển vậy. Cuộc đời của em từ lúc sinh ra cho đến tận bây giờ em đã quá quen với việc chịu nhiều thiệt thòi khổ tâm rồi. Nên giờ nó có xảy ra tiếp nữa thì em cũng chỉ cười nhẹ một cái thôi, đời mà. Hiện tại, Trần Đức Bo đã lột xác diện mạo, vậy nên rất nhiều khán giả hy vọng sẽ thấy Đức Bo thử sức trong cuộc thi Miss International Queen Việt Nam vào năm sau.